Tiếp theo là các bạn sẽ tạo nhóm hàng và tên sản phẩm để mình bán hàng. Thì mình sẽ vào một cái hàng hóa này, rất đơn giản các bạn ha. Hàng hóa, rồi các bạn sẽ chọn cái tên hàng hóa, rồi sau đó bạn click vô cái nhóm hàng này. Nhóm hàng này bạn sẽ tạo nhóm là thêm này. Bây giờ mình cho nhóm 01, mình ghi là đồ nam. Bước thêm, tiếp tục 02 đồ nữ. Xong thêm. Các bạn tạo hai nhóm thì mình sẽ tạo hai nhóm các bạn xem trước đó ha. Thì tương tự các bạn tạo như đồ em bé hay là tiếp theo gì đó là sẽ có thêm. Rồi sau đó bạn ví dụ mình cài những sản phẩm đồ nam thì bạn click vô chọn cái đồ nam này, chọn. Rồi sau đó bạn thêm, nút thêm này này là các bạn để cài sản phẩm thêm. Thì lúc này các bạn sẽ nhất là các bạn một là các bạn có ma vạch sẵn thì các bạn hãy quét ma vạch này, các quét sản phẩm có sẵn là quét để mình tạo sản phẩm. Mình quét này. Đó, quét ma vạch. Xong các bạn đánh tên. À, mình ghi như là tên đi. Áo sơ mi nam. Rồi xong rồi enter là bạn đánh tiếp cái đơn vị tính như là cái enter đơn vị tính thứ hai, nếu không có thì tiếp enter và trả tiền bán bao nhiêu tiền một cái áo này như là 270 ngàn. Xong các bạn lưu. Rồi tiếp tục các bạn cài tiếp sản phẩm thứ hai. Như vậy, quét tiếp nếu có sẵn có quét. Xong, đánh tên. Áo sơ mi nữ. Đây mình đặt tên chung ha các bạn, nếu các bạn đánh thì chi tiết hơn, mình chỉ là giới thiệu sơ qua cách làm thôi thì giống nhau. Enter cũng cái enter enter rồi giá tiền như là 250 ngàn. Xong rồi các bạn cũng lưu. Tương tự như vậy, nếu mà sản phẩm mà chưa có mã vạch, chưa có tên thì bằng các bạn tự tạo tên. Thì các bạn một là các bạn đánh tên theo mã số hoặc là các bạn đánh tên theo tự viết tắt. Bây giờ mình dùng thử hẹn như 2 1 2 3 4 5 6 7 8 201 đi, enter. Mình cài quần thay nào. Rồi, giá tiền như là 500 ngàn. Lưu. Hồi nãy mình có cài sơ mi nữ này, mình đi chọn là mình đã chọn vào cái nam thì mình sửa lại. Đi đây mình sẽ chọn lại cái nhóm hàng nữ rồi mình lưu. Thì lúc đó mình sẽ sửa này, mình sẽ chọn lại, mình sẽ chọn lại cái bạn sẽ thoát ra ha, mình sẽ sửa lại cái tên sản phẩm, mình đổi lại tên nhóm hàng. Đây mình sẽ chọn cái nữ này, mình nút sửa. Sửa mình chọn lại đồ nữ, tại vì nãy mình lấy dặn đồ đồ nam lưu lại. Thì lúc này ở sơ mỹ thì là đồ nữ. Rồi các bạn sẽ thêm cài tiếp sản phẩm. Rồi thì mình sẽ nãy mình sẽ tạo sản phẩm thì mã số, bây giờ mình không tạo số mà mình muốn tạo bằng cái không quét mắt, mình không muốn quét mã vạch mà muốn đánh bằng cái tên viết tắt. Như mình đánh này. Áo sơ mi nữ tay ngắn đi ha. Rồi các bạn đánh tên áo sơ mi nữ tay ngắn. Rồi các bạn cũng đánh số tiền vào đây như là 300 ngàn. Được. Đó là các bước mình hướng dẫn các bạn, các bước mà các bạn để cài cái sản phẩm. Xong các bạn thoát thoát ra. Bây giờ các bạn muốn khi các bạn nhập hàng về chắc chắn các bạn sẽ không có mã vạch, thì các bạn muốn in những cái tem mã vạch để các bạn in cái tem ra, in cái tem ra các bạn dán sản phẩm. Thì mình sẽ thế này, mình sẽ vô hàng hóa này rồi mình in mã vạch, in mã vạch rồi mình chọn sản phẩm cần in. Rồi các bạn bấm nút in tem, in mã vạch này. Nó vậy thì lúc nào nó sẽ ra cái sản phẩm đây. Nó vậy là ra. Đây mình in view màn hình các bạn xem ha.
in bốn cái vạch thì in ra này, đó rất rõ ràng, tên và mã và giá tiền, rất đơn giản. Rồi xong các bạn sẽ nhập kho cho sản phẩm của mình, nhập kho vô đây hàng hóa, nhập kho. Đầu tiên các bạn muốn nhập kho thì các bạn quét mã vạch vào đây, hoặc là các bạn sạc tên. Ví dụ mình sẽ quét mã vạch trước đi ha các bạn ha. Đây, nhập số lượng là 100 cái. Enter. Các bạn bắn ra số lượng số tiền là 250 ngàn, khi nhập 100 150 ngàn. Rồi. Lưu. Rồi tương tự như vậy, quét xong làm tiếp theo nhập kho tiếp. Rồi. 50 cái. Enter. Rồi mình nhập số tiền bán ra 270 và nhập số là 150 tiếp tục. Tương tự như vậy. Các bạn sẽ cái tên mà cái tên viết tắt thì bạn các bạn cũng như vậy thôi. Như là áo sơ mi nữ tay ngắn, gõ lên, đủ enter, số lượng 20 cái. Giá tiền bóc 300 ngàn, nhập 200 ngàn. Được không lưu. Rất là đơn giản các bạn ha. Đó, các bạn đó là đã tạo sản phẩm. Xong. Còn nếu như bạn không cần quét nó vạch mà bạn gõ ở đây thì gõ chữ A thì tất cả những cái áo hay quần nó hiện lên hết, có chữ A. Nãy cái quần tây nam chưa đọc không mà chọn đây. Rồi mình click chọn khách hàng này. Rồi mình thấy lít đúp nó hiện lên đây, nhập số lượng 30 cái, bán là 500 ngàn, nhập vô là 400 ngàn đi. Rồi lưu. Đó. Thì các bạn đã hoàn tất các cách để nhập sản phẩm. Rồi nhập kho xong các bạn thoát. Rồi. Rồi. Nếu các bạn muốn biết mà mình muốn kiểm tra lại cái kho như thế nào thì các bạn chỉ việc vô đây, hàng hóa này, tồn kho. Bấm vào nút tồn kho. Thì nó hiện lên tất cả sản phẩm mình nhập kho lên là bao nhiêu cái. Thì nó hiện lên số lượng tồn nhập này, xuất chưa còn không này, còn tồn cuối. Thống kê nhập. Thống kê xuất chưa và chi tiết nhập. Rồi, các bạn đã hoàn tất cách nhập kho rồi, các bạn bán hàng đơn giản. Giờ mình việc bán hàng. Bán hàng mình chỉ quét bán hàng thôi. Rồi mình sẽ quét bán hàng, bằng sao quét này. Cái này là mình sản phẩm này chưa có ha, thì nó hàng liệu là chưa có. Rồi mình sẽ quét sản phẩm mình lên. Đây mình sẽ chưa chọn cái nút enter ha. Để mình đây là mình enter bằng tay. Giờ mình để mình chọn cái nút enter đó rồi để mình bán cho nó nhanh. Rồi ha. Enter luôn. Rồi mình sẽ mở lại. Vì nãy mình chưa check vào cái mục enter thì nó sẽ bán hàng nó sẽ tự động không enter. Rồi bán lại. Tiếp tục các bạn bán tiếp thanh toán. Nếu các bạn in view thì các bạn in view này, xem mình xem trước khi in. Là mình in trước xem trước khi in. Đó. Cái tên, địa chỉ và hóa đơn. Rồi các bạn thoát đây. Rồi các bạn bấm nút thanh toán và in nó in luôn. Đó, rất đơn giản. 2.020.000. Rồi khi các bạn có hàng xong thì các bạn sẽ xem cái báo cáo doanh thu bán hàng của mình như báo cáo bán hàng. Đây, hôm nay bán được doanh thu hóa đơn là một hóa đơn là tổng số tiền là 2.020.000. Rồi doanh thu theo chi tiết hóa đơn. Hôm nay bán những cái loại nào? Đó, như là áo sơ mi nữ tay ngắn bán 5 cái, áo sơ mi nam một cái và áo sơ mi nữ một cái. Tương tự như vậy, nếu các bạn xem lãi lỗ, chi tiết lãi lỗ thì hôm nay các bạn sẽ lãi là 720.000. Đó. Đó là cái cần thiết nhất của người bán hàng, người chủ. À, hôm nay mình biết bao nhiêu lãi bao nhiêu, cũng in báo cáo, các bạn in báo cáo này là xem. Đây. Thì in ra thì nó in ra một cái trang giấy đó, rất là rõ ràng. Bằng sẽ lãi là số tiền tổng là 2.020.000 và lãi là 720.000. Rồi, sau đó các bạn đã xem có tồn kho, báo cáo bán hàng xong và lấy lỗ xong thì các bạn kiểm cái kho của mình hiện tại là còn bao nhiêu sản phẩm và cái giá vốn của mình là còn bao nhiêu trong để mình biết mình cách mình điều chỉnh cái những sản phẩm của mình và sản phẩm nào bán chạy nhất để mình nhập kho về mình bán tiếp. Thì mình vô cái hàng hóa này xem tồn kho. Các bạn bấm nút tồn kho.
Đó. Thì nó hiện lên số lượng nhập và số lượng xuất và hàng tồn. Đó. Thì lúc này cái cửa hàng của mình còn tồn tồn số tiền là 37 triệu 200 ngàn. Đó. Thì các bạn biết những số lượng nào còn bao nhiêu cái thì các bạn điều chỉnh để các bạn nhập số lượng về bán tiếp theo. Rồi thống kê nhập. Đây thống kê xuất đây. Đó. Và chi tiết nhập rất là rõ ràng và chi tiết. Đây là cái phần mềm phiên bản mới nhất của mình ha, nó bán hàng rất nhanh. Thì các bạn quan tâm thì các bạn sẽ liên hệ với mình. Thì các mình sẽ cài đặt và hướng dẫn chi tiết các bạn hơn. Những cái phong này thì các bạn có thể là in luôn. In ra cái máy in. Đó là hiện tại in này đó, tồn kho. Mình sẽ báo cáo rất là nhanh cho người chủ nếu mà nhân viên bán hàng. Đó, báo cáo rất nhanh. Đó. Thì các bạn biết được luôn cái hàng tồn của mình này, đó, nhập bao nhiêu, xuất bao nhiêu và tồn bao nhiêu hiện tại trong ngày hôm nay. Rất là chi tiết. Rồi in cái báo cáo thống kê nhập thì nhập luôn, in luôn muốn có thể nhập thì nó in luôn muốn có thống kê nhập như thế này, rất là đơn giản. Thống kê nhập đó thì mình biết trong ngày hôm nay là ngày 21 tháng 3 2019 là mình nhập vô là bao nhiêu sản phẩm và tổng tiền là bao nhiêu. Rồi biết thống kê xuất là cũng vô đây nhập in mới có thống kê xuất thế này, in ra luôn. Đây là mình in view các bạn ha, tại vì mình không có máy in, in view trùng hình vào thấy đó thống kê xuất rất là rõ ràng. Cho nên là nhân viên chỉ việc bán và in view, đưa bill và lấy tiền, và cuối ngày chỉ việc là người chủ về. Nếu mình phân quyền không cho nhân viên xem báo cáo, không cho nhân viên thêm kho, thì cuối ngày người chủ có thể là qua điện thoại mở lên xem và hiện tại cửa hàng mình bán tổng tiền bao nhiêu và còn tồn kho bao nhiêu.